Chào các bạn nha. Hôm nay cô Tí nhận kèo là sẽ nâng nguyên cái dàn xe này. Tặng quà đi các bạn ơi. Rồi một cái bông hồng. Kèo đầu tiên. Một. Tặng quà đi các bạn ơi. Một cái bông hồng nữa. Mới thấy rồi. Một. Đặt xe xuống. Để uống miếng nước cái mới được. Chào mọi người đã trở lại với kênh Tony TV. Đây sẽ là một vlog đi du lịch nha các bạn. Đảm bảo mọi người sẽ rất là thích luôn. Bấm đăng ký kênh, bấm like, bấm vào cái chuông thông báo đi. Cô Tí, em đang làm gì với cái đống xe của anh vậy? Các bạn đợi mình xíu nha. Hả? Em đang live stream kiếm tiền. Cái này đang hot nè, nó kiếm tiền mới đó anh Vinh. Vụ gì đâu mày nói anh nghe coi. Em live stream phải không? Các bạn tặng quà cho em là em phải nâng một cái vật nặng giá trị tương đương với phần quà đó. Hồi sáng giờ em kiếm được bao nhiêu tiền rồi? Cũng nhiều lắm rồi đó anh. Ba chục. Mày nghĩ live stream luôn đi mày. Là một buổi kiếm được có mấy chục ngàn à? Tính ra cái số tiền đó sau này nó không lo nổi thuốc men cho em đó cô Tí. Ừ, anh nói em mới để ý ha. Hồi sớm giờ em nâng chiếc xe này có mấy cái hả? Mà xương sống em nó đau. Nó như quá trời như nơi. Mày hiểu ý anh nói chưa? Em hiểu rồi. Tính ra cái hình thức live stream kiếm tiền kiểu này là không có ổn. Anh đợi em xíu nha. Mày làm gì đó? Thôi mình kết thúc livestream tại đây nha các bạn. Giờ mình phải đi quay vlog Vinh Vinh rồi. Tính ra đầu óc cương này cũng không đến nỗi tệ. Nói một hồi thì nó cũng chịu hiểu. Hẹn các bạn phía nay 12 giờ mình sẽ livestream ngoài đồng nha. Thôi tạm biệt. Cái câu này nó hết thuốc chữa rồi các bạn. Thôi Vinh, bữa nay mình quay nội dung gì vậy? Thì em cũng biết rồi, cái thời gian này á là anh phải dắt óc suy nghĩ làm tập cuối của bộ phim Tony Đại Chiến Bảo Bối sao cho nó hay nhất. Thì giờ làm nhiều thì cái đầu óc nó căng thẳng, nó bị stress. Mà stress thì phải làm sao cho nó hết stress. Đi du lịch. Đúng rồi. Là lý do tại sao hôm nay mày mặc đồ đấy. Ai nói đi du lịch gì đó ha. Anh Phong. Anh hay vậy. Xuất hiện lại anh đi. Vinh vừa lên ý tưởng đi du lịch là anh có mặt rồi. Ừ. Công nhận cái lỗ mũi của anh đánh hơi hay thiệt. Đánh hơi là cái từ dùng cho con mèo, con chó. Không, con người em có thể sử dụng là công nhận anh Phong tới trùng hợp. Thôi dẹp đi. Hả? Chốt lại cái clip này mình đi du lịch đúng không? Đúng, đúng rồi. Đi về soạn đồ đi. Ừ đi. Dạ lên. Anh em. Dạ. Gũ khứ quan luôn đi cho nó vui. Thôi, cái chuyến đi lần này mình đừng có gũ anh Quang. Sao vậy? Mình gũ bác tài xế đi. Bác tài xế vui hơn. Nhớ lại ăn uống á, là bác tài xế trả tiền hết trơn à. Đúng rồi, đúng. Cô Tí nói đúng rồi anh Vinh. Sao? Đừng có gũ cha nội Quang đó theo. Ông lên xe ngủ ngái vậy nè. Trời đất quý thần ơi. Em với cô Tí nằm kế bên ngủ không có được gì hết trơn á. Rồi một lát sau hai đứa mới có liêm diêm chuẩn bị ngủ à. Cái ổng mới kêu tài xế thắng xe lại. Làm gì? Cho ổng xuống đi tiểu. Đi có 100 cây số à mà ổng tiểu ba. Chưa hết đâu. Đi tới quán ăn á, mỗi người kêu có 1 dĩa cơm à. Ổng kêu tới 3 dĩa. Dẫn ổng theo, tốn kém không? Quá tốn kém rồi. Đúng rồi. Thôi đừng có gũ. Đúng rồi đó. Đúng là anh em tốt. Đời anh em đã trải qua những thăng trầm. Nhờ như thế mới biết ai là người tốt. Ai bữa nay đi du lịch đâu cho tao theo chứ. Anh em mày để đi, tao tính sao. Thì hôm bữa anh em cũng biết rồi, là mình đi lên rừng, mình đã chơi với khỉ. Thì ngày hôm nay tôi tính đi ra biển. Ôi mình chơi với cá anh Vinh. Chơi với cá là chơi làm sao? Chơi với khỉ mình còn chơi được, chứ chơi với cá là mày xàm. Mày xuống biển chơi với cá cho tao coi nha. Cá là để ăn biết chưa? Cá là ăn với cá chơi là chơi làm sao cô Tí? Hả? Rồi về sao đâu? Anh em đứng ở đây làm gì nữa, về soạn đồ vô vali xong qua đây đi. Rồi chưa bác tài xế kêu chở mình đi chứ trễ rồi. Ừ đúng rồi, thôi kêu bác tài chở đi cho chắc chứ không dám đưa cho cô Tí chở đâu. Rồi gọi đi. Từ từ. Hả? Anh mới mua đồng hồ anh Vinh. Để em nói chuyện. Alo, nghe này Vinh ơi. Bác tài coi soạn đồ vô vali đi qua nhà tao đi. Giờ 1 giờ chiều đi ra biển Vũng Tàu khoảng 7 giờ tối đó. Đã vậy tao cũng mới mua mấy bộ đồ bơi hình con mèo nè. 5 phút nữa tao có mặt liền. Cái đồng hồ mà gọi điện được luôn. Anh mua nhiêu vậy? Trời ơi anh đâu có mua em. Đồng hồ cool giãn năng này là anh săn thẻ đặc biệt. Uống sữa cool đó anh đổi không? Tính ra mấy cái chức năng của nó không thua gì cái điện thoại mày. Đúng rồi, ngoài cái việc nghe gọi ra, nó còn có đếm bước chân, đo nhịp tim, chụp hình, nghe nhạc. Nhiều chức năng vậy. Thôi tranh thủ đi về soạn đồ lẻ giùm tao cái đi. Đúng rồi. Đi đi đi.
Bây giờ mình cũng về soạn đồ luôn nha các bạn. Cái này buổi chiều ông trời cũng hay mưa lắm, cho nên tranh thủ mới được. Trời. Ê ơi. Rồi còn 4 chiếc xe ở đây nè mấy cha. Người ai dắt vô. Ủa, cái đường đi ra biển sao mà toàn là cây cối gì không vậy trời? Không có thấy được cái bờ biển hay là cái núi ở đâu luôn. Ây da, sư huynh à, lần đầu tiên tôi đưa cho anh lái xe. Anh làm sao lấy được niềm tin của anh em đó nha. Hả? Thằng lái xe ô tô đây nè, đủ uy tín chưa? Là bằng thiệt đó, là bằng thiệt đó anh em à. Mới gần tới biển chưa? Anh có nghe chị Google Maps nói gì không? 10 mét nữa điểm đến của bạn nằm bên tay trái. Tới rồi. Mở xe ra. Để coi, nhất định là cái đường đi ra biển gần đây thôi nè anh em ơi. Kiếm qua đường ra biển làm sao? Để ý coi, để ý kỹ nha. Thường thường là một cái đường mòn đó. Ra biển đâu? Kiếm kỹ đi. Sao thấy toàn là cây không à? Không có thấy đường ra biển rồi cô Tí ơi. Chết rồi anh em ơi. Dạ. Nó dẫn mình đi lạc đường rồi nè. Đã nói với mày rồi Vinh ơi, đừng có cho thằng này lái xe. Cô Tí, mày nghe anh nói nè, mai mốt lái xe là mày để cho anh Quy lái. Mày chỉ việc nằm ngủ thôi. Nghe chưa? Quy lên làm tài xế đi. Lái đi. Đi lên xe. Sao ngồi với tao nè? Trời ơi, cu Tí ơi là cu Tí. Sắp tới bờ biển rồi đó Quy ơi. Thôi. Coi chạy chút xíu nữa dựng xe lại Quy ơi. Dựng đây thiệt đó mày. Ừ. Trời nắng lắm đó nghe. Ơi, nắng kiểu này ra biển quay phim chắc thành con khô luôn có dân. Mọi coi lo, tao có chuẩn bị đồ nghề hết rồi. Đây nè, mỗi thằng một túi nha. Ủa trời nắng chang chang, anh không đưa cái dù che, anh đưa túi này làm gì? Nhìn thiết kế bên ngoài nó giống như là một cái túi, nhưng thực chất nó là một cái áo khoác đó. Mặc vô đi. Mặc thử vô ai, vừa không vừa lấy cái size khác. Nhiều size lắm. Mát chưa, đỡ chưa? Rồi, mát rồi. Công nhận cái ý tưởng thiết kế này của ai siêu thiệt chứ. Bởi vậy mới có câu uống sữa cool siêu ngon, sưu tập bảo bối siêu cool đó mày. Để em mặc vô đi em. Đó, giờ tao hết sợ nắng nè. Trời nắng thì gỡ cái túi nó ra nó sẽ thành cái áo mặc vô. Như chiều tắt nắng anh em nực rồi thì tháo cái áo đó ra xếp vào thành cái túi. Rất là tiện lợi nha mọi người. Đây. Rồi. Đóng cửa lại. Tụi mình đi quay phim có mấy anh em mà là phải đem theo đồ nghề rất là nhiều á các bạn. Vác mấy cái đồ nghề này không cũng mệt nữa. Ok anh Phong ơi. Đây. Rồi xong chưa? Xong rồi thì đóng cốp lại. Tụi mình quyết định lựa chọn địa điểm này để mà thực hiện cái vlog 24 giờ cắm trại ngoài bãi biển nha các bạn. Tại vì bãi trước bãi sau ở Vũng Tàu á là mình đâu có được phép dựng trại, cho nên mới đi vô cái nơi khỉ ho cò gái này để mà cắm trại đây. Quá trời nắng luôn các bạn ơi. Quay xong clip này chắc nào nấy làm bao công luôn. Cái lều này to quá trời to luôn rồi. Ngoài đây gió quá trời các bạn ơi. Tôi cắm cái cọc xuống cát cho chắc nha. Anh căng hẳn công dây ra đi. Ok. Xong. Hôm nay ở ngoài này là có cái gì ăn cái đó. Mọi người ơi, thì các bạn nào chưa bấm đăng ký kênh của mình thì ngay lúc này hãy bấm nút đăng ký kênh, bấm like và bật cái chuông thông báo lên nha các bạn. Rồi căn bên kia giùm tôi cái Quy ơi. Đang cái lều bự này dựng ở dưới quê mình thì dễ, ra biển dựng gió quá và khó dựng quá các bạn ơi. Ê nó công bên kia luôn kìa anh em. Một cái lều thôi mà năm thằng làm lóc xóc nãy giờ chưa xong rồi nè các bạn. Tại vì gió nó luồn vô quá trời luôn các bạn, coi nè y như là đang thả diều vậy đó. Sau 20 phút dốc hết sức lực thì cả team mình đã dựng xong cái lều khổng lồ nè các bạn ơi. Phải nói là mồ hôi mẹ mồ hôi con nó thi nhau nó chảy ra nè. Mọi người biết cảm giác của tụi mình hiện tại như thế nào, cũng đơn giản thôi. Trời nắng các bạn ra biển, ngửa mặt lên trời 20 phút là biết cái cảm giác đó liền thôi. Vô lều kiếm gì uống cái đi anh em ơi. Em uống sữa của sô-cô-la lấy mạch nè. Anh uống sữa trái cây. Tụi đây sữa chua uống hương vải. Anh em cho tôi xin cái thẻ quà cool trong mấy cái lốc sữa này nha. Để về mình đổi quà đó các bạn. Thoải mái đi em ơi. Trời ơi. Uống sữa đi. Giờ nắng quá vậy, chắc cũng khoảng 28 đến 9 độ á. Tưởng đâu trong này nó mát nhưng thực tế nó rất là hầm nha các bạn. Trời đâu có chỗ. Uống xong cái hộp sữa rồi đi rồi đi kiếm con gì bắt về nướng ăn anh em ơi. Đem mồi theo Quy ơi. Đem mồi theo nha anh em, câu cá không có mồi thì chết luôn á. Hồi nãy tới giờ đi hơn cả cây số rồi đó các bạn, nhưng mà chưa thấy cái chỗ nào để câu cá được chân á.
mà ở đây mình thấy chủ yếu người ta bắt cá bằng cái cách là bao răng không à, với lại có mấy cô chú ngư dân đang đảo gì dưới bãi biển á. Anh Quang, bây giờ mình coi người ta bắt con gì còn mình bắt trước bắt theo. Sẵn đây em Huy có cái len nè, rồi mình đi bắt mấy con này rồi chiều nay cá đâu bán. Cái chuyện cá thì để cho hai thằng kia nó lo đi. Đi ra ngoài này mình đào thử coi có con gì mình bắt con đó các bạn ơi. Chứ giờ câu cá chắc không có dính nổi rồi. Mình bắt trước ta đào luôn kìa, kìa. Rồi đào đi. Rồi có không? Còn có con nghêu. Cái này là con nghêu các bạn ơi, nhưng mà nhỏ xíu à. Để coi có con lớn không. Đâu đâu cầm ấy. Nhỏ xíu à. Trời ơi mấy nghêu nhỏ xíu à các bạn ơi. Đây nè anh Nguyên. Đâu. Anh đào lên rồi anh không thấy. Đấy con nghêu bự nè. Con này là ăn được rồi nha các bạn. Đây con nè. Bỏ vô. Nãy giờ được 3 con nha các bạn. 4 con rồi nè. Đó. Đấy, ở đằng kia cũng có con cô đang đào. Ở bên đây cũng có mấy anh chị cô chú đang đào. Nhiều lắm. Đây nè. Đây. Bư tay cũng có nữa. Ơi bư bằng tay luôn đi cô Tí. Trời ơi nhiêu nhỏ giúp chân luôn Quang ơi. Nhỏ giúp chân nè. Đây mấy nhỏ đó bỏ đi, mấy nhỏ này mình ăn không được đâu. Đây, bư tay luôn đi. Thấy bư tay cũng dính nữa. Cái đây cát mềm mà. Thì ở vòng vòng đây. Con nghêu chà bá. Chà bá nữa luôn. Thấy con nghêu gì đen thui trời. Ê bự chà bá luôn nè. Con này chắc già lắm à. Bắt luôn, bỏ vô. Đó. Nãy giờ quê bắt được con nào không chạy? Trời ơi, đào được mấy con nhỏ xíu luôn. Bỏ vô luôn. Trời ơi, ngoài đây. Đâm vô. Đây nè các bạn ơi, cứ bư đi, cứ bư đi. Ông nội đó, ông đào nãy giờ không có con nào chấn trời. Cái len này phế quá. Đây hình như có nè. Đâu? Đây, một con bự nè các bạn ơi. Chà bá luôn nè, thấy chưa? Bỏ vô. Anh Kim nghe mày hay quá. Trời ơi, ông này ông đào nãy giờ nguyên được. Nguyên một đống luôn, không có con nào hết trơn nè. Đây một con nữa. Trời ơi, con này đen thui luôn trời. Đó, bỏ vô nha các bạn. Ủa con gì nó đang bò? À, con ốc gì nè các bạn ơi. Đây có hai. Đây được con nữa nè. Bỏ vô luôn. Bị được con nữa kìa. Đâu? Đào có ủi trời được con. Sông biển mạnh nhìn thấy mắt ham. Muốn tắm mà sợ tắm xong rồi tối nay nhịn đói. Nãy giờ mình đi kiếm ăn bạn. Đi mò nghêu mà cũng không có. Cá thì toàn là cá sình, nó trôi cặp cặp theo mấy cái mé biển này nè. Nè, nó sình luôn rồi. Chứ phải chi nó mới chết. Còn ăn được mình cũng ráng ăn để sống qua ngày. Mẹ nó sình lên quá rồi bạn, tại vì quay phim bạn không có nghe. Đây nữa nè, cá này cá gì nè. Nó chết, cái bụng của nó ương lên luôn nè. Bạn thấy không, trong bóc như cái bong bóng luôn rồi. Ơi, do mấy con cá này là nó mắc lưới, chứ là nó mắc kẹt ngoài mấy cái đăng luôn. Đăng á, rồi nó chết, xong tiện đánh nó trôi vô đây các bạn ơi. Đây qua trời. Thôi, bây giờ đi về lều kiếm phòng. Hai anh em bạn cách đi kiếm cá ăn. Đó, ngư dân ta đang ngồi đây nghỉ ngơi nè các bạn. Thấy không, trên tay ai cũng có dụng cụ, đồ nghề để người ta bắt cá đó. Còn mình á, giờ muốn ăn cá là ăn mấy con như nè. Nhìn y như là bị bức xạ tiêu UV rồi sao dám ăn. Xin ương hết rồi. Thôi chạy về gặp Phong bàn kế hoạch nha mọi người. Cái bãi biển này nhiều dây chai đi chứ. Tối nay có nhiều cá ăn rồi. Quá trời đất. Quay. Hả? Mình đang làm gì đó? Thì em đang lụm dây chai nè. Xuống lụm chung với em đi một đống luôn nè. Thấy không? Xuống lụm đi. Ủa lụm dây chai làm gì? Trong khi anh em chia nhau ra đi kiếm cá tối nay ăn hả? Mày lụm dây chai rồi tối nay mày có cá ăn không? Trời ơi, anh cứ bình tĩnh. Theo em cho coi này nè. Ngồi xuống, ngồi xuống. Xuống đi. Đây. Đó. Thấy gì chưa? Ủa? Ba con cá này em lấy đâu ra vậy Phong? Đó, thấy chưa? Lụm ve chai đi, vừa bảo vệ môi trường mà chiều nay còn có cá ăn nữa. Thôi, anh không lụm đâu. Cá xuống đi lụm đi mà. Thôi, anh không lụm đâu mày ơi. Đây, lụm đi. Anh cứ lụm, chiều nay em đổi cá cho. Thôi, anh không lụm đâu, em lụm mình đi. Dạ, cây á. Thôi, anh không lụm thì em lụm mình. Không lụm. Chiều nay có người không có cá ăn. Chị.
Có nghe không anh em? Em được có mấy con à? Bỏ vô. Tao cũng được có mấy con à. Ngộ thiệt chứ. Thấy người ta móc móc có mấy cái là cả đống nghêu rồi. Trong khi mấy anh em mình đi bắt từ hồi nãy tới giờ được có hộp lon chút xíu. Kỳ cục trời. Dở thiệt chứ. Ba anh em mình tay to ngực bự đi bắt cả buổi trời luôn. Còn thua ông chú bắt thằng đó nữa kìa. Muốn có nghêu nhiều á, xem ra anh em mình phải sử dụng tới tuyệt chiêu rồi. Xin lỗi chú nha. Xong chú quay đây. Đi đi đi. Quay đi. Run. Con xin lỗi chú nghe chú. Thông cảm tụi con. Nhanh. Bỏ đi qua ơi, chạy nhanh lên. Lên quay ơi. Chú này ông già rồi mà chạy nhanh dữ trời. Ôi chết, em cầm lộn cái xô nghêu của ông rồi. Hả? Trả lại đi cha. Bỏ xuống lẹ đi ông nội. Ủa? Mình trả lại rồi mà sao ông vẫn còn rượt theo cái trời. Chạy đi. Trời ơi. Lê Quang ơi. Kết thúc một ngày bắt nghêu của tụi mình rồi các bạn ơi. Và đây là thành quả nè. Nguyên một đống luôn. Do không có đồ đựng cho nên để vô áo của cô Tí với thêm một cái hộp lon nữa nè. Anh em mình dân nắng bắt cả buổi trưa ngày hôm nay luôn. Mặt mày tao đen túi trơn nè. Kiểu này về nhà ăn từng chưa biết nhả nắng chưa nữa. Gán đi. Rồi thôi bây giờ mấy anh em mình đi về coi hai khước kia có mua được cá không nha các bạn. Các bạn xem clip á, nhớ bấm đăng ký kênh, bấm like và bấm vào cái chuông thông báo để ủng hộ tụi mình nha. Thôi mình về lẹ đi anh Quang ơi. Giờ này cũng chiều rồi, về liều mình còn nấu ăn nữa. Rồi đi. Thôi về các bạn ơi, coi như hôm nay là thành công nha. Được cả đống nghêu luôn nè. Lẹ lên. Đổi ve chai lấy cá làm cho anh chạy cặp bờ biển lụm cho một thùng rồi đi kiếm ngư dân đổi mà không ai chịu cho vậy. Em có biết đâu mà anh nghĩ gì nè Phong ơi, cái bờ biển này rác nhóc hết trơn á. Nếu mà người ta muốn bán ve chai lấy tiền thì tự người ta đi lụm, người ta đi bán cũng được gì, mắc gì họ phải lấy cá đổi ve chai với mình. Anh nói cũng đúng, đúng không? Đầu em nhớ kỹ lại coi hồi sớm em đổi cái gì với người ta để lấy cá vậy. Chú ơi, cho con hỏi này nha. Chú có biết chỗ nào là bán ve chai hay là đổi cá gì không? À, trái chai thì nhiều nơi bán lắm. Dạ. Ừ, chú coi cái cháu lừa một trái chai nhiều thế. Dạ. Wow, có cái này giống cái búa của chú đây này. Ờ, đúng rồi, búa của chú hôm trước chú bỏ quên đây. Dạ. Rồi cho chú xin nha. Dạ, chú xin. Rồi, cho chú xin. Rồi chú có mớ cá đây này. Dạ. À, rồi cho cháu mấy con cá về nướng nha. Dạ con cảm ơn chú.
Ủa, vậy tính ra là ông lụm lại được cây búa rồi ông gửi cá em thay cho lời cảm ơn thôi, chứ đâu phải là ông lấy cá đổi ve chai đâu. Oh my god. Thơm rồi đó anh em ơi. Ê Vinh, cá này tên là cá gì mày? Mày thấy cái con cá dẹp dẹp này không? Ở giữa nó có mấy cái đốm màu gì? Màu nâu. Nó là cá nâu đó. Còn cá này là cá gì Vinh? Cá này là cá đối. Hả? Ừ. Nghe cái tên á là biết con cá này khi ăn chứ. Nghe gì không? Nghe nghe. Cái bụng nó kêu đó. Là khi ăn con cá này vô á là hết đói liền. Mày tưởng mày hài hước chứ anh thấy mày tào lao quá. Im đi mày ơi. Ê anh em cầm giùm tôi mấy xô cá ơi, tôi vô liều lấy sữa cua uống chứ ngồi gặn bếp lửa này nóng quá. Ừ. Vô đi mày. À, sẵn lấy vô tao hộp luôn nghe. Ừ. Quá. Dạ, mũi trắng tàu thơm quá. Ngoài biển mà mũi dữ vậy trời. Ngoài biển. Ủa mọi người ơi. Hả? Có ai thấy cái bảo bình cua vô cực của tôi đâu không vậy? À bảo bình cua vô cực hả? Là mấy con cá này nè. Là sao mày? Trời ơi, mày có biết cái bệnh đó là báo giặc của cháu tao không? Nó uống sữa cua anh biết bao lâu mới sưu tập đủ 24 thẻ để đổi cái bình đó. Mày lấy đổi cá này rồi sao tao dám về gặp mặt nó á? Tao đổi cho nó cái đồng hồ quân vạn năng này chịu không? Thiệt không mày? Thiệt giỡn gì? Bằng một thẻ đặc biệt luôn đó. Tao lấy thiệt. Đeo vô liền chắc nó mừng lắm nè. Ngon quá. Nhiều chín rồi nó mở miệng hết nè anh em ơi. Còi cá nướng chín chưa bài gan luôn đi chứ em tới bụng quá trời rồi. Con cá em nghe mùi thơm vậy thôi chứ thật sự nó mới có cháy cái lớp da bên ngoài à. Chứ còn ruột với thịt bên trong chưa chín đâu. Chịu khó nướng chút xíu đi. Gan đợi đi em ơi. Giờ em rảnh thì em coi bày chén với đũa ra đi. Cá chín rồi là mình ăn liền. Mình có đem chén đũa đâu anh Vinh? Tao có nè. Ủa cái này là gì? Mày quên là mình có giấy ship cuốn thiên biến dạn quá hả? Tao lấy xíp thành chiếc thuyền để đựng cá nè. Ừ, cái chén này xíu đây đựng muối luôn. Xếp thêm đi ơi. Xếp nhiều nhiều đi mày. Cá còn chín đó. Rồi cá này không biết chín chưa nữa chứ cái lòng tai lòng chân tao thấy cháy muốn hết rồi đó. Phật phất luôn. Để xa xa gì cũng còn nóng nữa nè. Một con nghêu thiên nhiên cho tôi đói dữ lắm rồi ông nội ơi. Trời ơi mấy nghêu ngọt quá trời ơi. Coi coi đồ gấp nè thấy đẳng cấp không? Đó, sáng tạo nha. Ê mà anh em ơi. Có ai thấy cái da tai với lại da cổ mịn gác không vậy? Chứ sao tao sáng giờ thấy nó gác quá trời nè. Mày bị ăn nắng rồi đó. Rồi sáng giờ dân nắng bắt nghêu có một buổi một ngày mà giỡn khó chịu vậy luôn rồi đó. Không biết sao ngư dân ở đây người ta dân nắng ngày này qua ngày nọ hay thiệt. Trời ơi, cuộc sống ngu sinh mà mày kiếm đồng tiền đâu phải đơn giản đâu Quy. Ai cũng vậy thôi. À đúng rồi các bạn ơi. Nhờ mình có trải nghiệm đi bắt nghêu ngoài thực tế á, cho nên mình mới biết á, người dân người ta bắt nghêu á là người ta sẽ lựa mấy nghêu bự ra để bán liền. Còn mấy nghêu nhỏ là người ta sẽ đem về nhà nuôi.
Đợi khi nào mấy nghêu lớn lên người ta mới đem bán nha bạn. Mà nghêu lớn bán mới có giá em. Tính ra cách đây cũng 7 năm rồi á, mình mới trở lại biển Vũng Tàu các bạn. Hồi trước đi tới đây toàn là đi chơi với đi tắm biển không à. Đây là cái lần đầu tiên đi săn bắt ngoài biển á. Giang nắng lội nước cả ngày luôn. Bây giờ cái giò mình nó ngứa quá trời luôn nè, nổi mẩn đỏ lên luôn nè. Ở đâu? Nè. Rồi. Thấy không? Sao lông không vậy? Trời ơi ông nội ơi giỡn hoài. Đây nè nhìn kỹ ơi. Thấy không? Đó đỏ nè. Này mũi cắn mà. Trời ơi nữa nhây quá. Mũi sao mà nó chui vô được cái đám lông này mà nó cắn. À đúng rồi đúng rồi. Tôi chia sẻ thật lòng với mọi người luôn. Thì từ cái lúc mà đại náo Vũng Tàu với team Tony khoảng chừng 5 năm trước á, thì đến ngày hôm nay mình mới có cơ hội trở lại biển Vũng Tàu để mà quay tiếp cái vlog. Thì phần lớn anh em mình đi ra tới biển á, là 3 phần là chủ yếu xả stress, và 7 phần còn lại là kiếm cái gì đó quay phim để up lên kênh cho mọi người có cái coi. Đấy thì hy vọng là mọi người sẽ thích những cái vlog trải nghiệm thực tế như thế này. Và để mình xem các bạn đón nhận video ra sao. Nếu mà các bạn yêu thích nhiều á thì bạn hãy bấm like, like nhiều nhiều lên cho tụi mình có động lực. Thì thời gian tới, nói thời gian tới nó xa quá, tuần tới luôn, tôi dẫn anh em trở lại bãi biển Vũng Tàu kiếm cái con khác bắt. Đúng rồi đó. Lần này ra bãi biển Vũng Tàu không phải có nghiêu không đâu các bạn. Bắt tâm tích nữa. Thiếu gì cái để bắt. Cho nên các bạn cứ like nhiều nhiều vô, bấm đăng ký kênh, bật cái chuông thông báo lên. Ôi bấm dạ. Chưa bấm chưa các bạn? Dạ bấm ăn nha đi, các bạn. Ăn đi rồi còn ngủ nữa. Bấm đăng ký kênh đi các bạn. Yeah. Ôi, lo ăn đi, cá ăn đi. Nè. Thôi tụi mình ăn nha các bạn, trời đánh còn tránh bữa ăn mà. Thôi ăn xong cái mình còn phải vô trong liều mình ngủ để mà dưỡng sức sáng mai thức dậy sớm trở về Đồng Tháp nữa mọi người ơi. Rồi. Ăn đi ăn đi. Ơi cá này ngọt quá mày. Cá nào ăn thơm á.